Thưa quý vị, vào ngày 13 tháng 6, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cho biết đơn vị vừa có quyết định thu hồi phù hiệu của 1.055 phương tiện vi phạm tốc độ thông qua trích xuất dữ liệu trên hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, lý do thu hồi là trong một tháng, các phương tiện trên có từ 5 lần vi phạm tốc độ. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện bị thu hồi phù hiệu nộp lại phù hiệu kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Đơn vị kinh doanh vận tải không được sử dụng các phương tiện nêu trên để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian phương tiện đó bị thu hồi phù hiệu.